trong người nhé hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người hai mẫu laptop uh, giá rẻ một cấu hình khá là ngon thứ nhất là con uh, laptop uh, của HP con này model của nó là 820 nhé con này uh, ngoại hình của nó thì nó chỉ hơi sức nhẹ theo thời gian một chút thôi à, bàn phím màn hình đẹp nhé có cả camera micro con này màn rộng của nó là 12.5 inch à, rất là nhỏ gọn phù hợp cho anh chị nào hay phải di chuyển đi lại à, bàn phím nét nhá à, sáng quắc luôn nên mọi người uh, làm việc uh, ban đêm cũng rất là tiện có cả cảm biến vân tay chip coi i5 Pro này Đấy, tớt bát rồi mọi thứ đều ok, Để em sẽ cho mọi người xem cái cấu hình chi tiết của nó Con này nó chạy con uh, chip uh, Core i5-5300U Core i5-5300U 2.3GHz RAM 8GB và đang chạy Windows 10 là 64bit nhé. Con này uh, nó sở hữu cái ổ cứng lưu trữ của nó là ổ HDD 500 GB nhá. Hiện tại nó đang là một ổ. Mọi người lấy thì em sẽ chia cho mọi người làm hai ổ, một ổ Windows và một ổ chứa dữ liệu thì nó sẽ an toàn dữ liệu hơn cho mọi người nhé chip coi 5 5300U RAM 8 và HDD của nó là 500 g mọi người cũng thoải mái như chữ dữ liệu nhé tất cả chức năng của máy thì đều ok hết RAM 8 g này ngoại hình của nó này hơi sức nhẹ theo thời gian một chút thôi đây, mặt sau này đây, các cổng kết nối của nó thì nó có cổng ba 3.5 này USB mạng LAN chân sạc này bên hông hôm thì có cổng cái lối VGA rồi USB này khe tản nhiệt nhé đây mặt sau của nó cái này cái phần nắp lưng của nó thì có thể mình tháo giờ ra được nên mọi người chỉ cần đẩy cái cá này thôi đẩy cái cá này đó đẩy cái cá này về trượt xuống này đây là cái phần bên trong máy của nó này đây, đây là quả pin nhé quả pin thì khá là to và nhìn rất là mới nhé đây là một thanh giam 8 g này Đấy, mọi người có thể nắp thêm thanh giam nữa ở đây thì nó thành thành giam 16 g nếu mà nắp thêm một thanh giam 8 nữa thành giam 16 nhưng thực ra giam 8 g thì mọi người dùng thoải mái thôi đây là phần ổ cứng HDD của nó 500 g nhé tất cả của chức năng máy của nó thì ok hết con này em bán cho mọi người với giá là 2 triệu tư 2 triệu 400 nghìn giá đã bao gồm sạc và túi nhé Đấy, mọi người không lấy sạc và túi thì em sẽ trừ cho mọi người 200 nghìn thì còn 2 triệu 2 thôi Đấy, còn giá cả sạc cả túi thì là hai triệu tư nhé Máy rất là nhỏ gọn Còn uh, con này là con uh, laptop của Dell này Để Con này uh, model của nó là 5490 nhé Ngoại hình thì cũng chỉ hơi sức nhẹ theo thời gian thôi Bàn phím đẹp, không có bị mờ bạc, bong chóc phím nào cả Màn hình đẹp nhé, có cả camera micro này Cấu hình con này cũng rất là ok Để Con này nó chạy con chip Core i3 7 uh, 310U 2.7 GHz RAM 8 GB và Windows 10 là 64 bit nhá. Con này là chip Core i3 Gen 7 nhá. Con này nó sở hữu cái ổ cứng của nó là ổ SSD. SD, SD 256 GB nhá và đã được chia ra làm hai ổ rồi, một ổ Windows và một ổ chứa dữ liệu. Ổ cứng mình chia ra hai ổ như vậy thì nó sẽ an toàn dữ liệu hơn cho mọi người. Khi uh, nếu mà mình để một ổ mà nó ở trong Windows ấy, nó lỗi Windows thì mình sẽ bị rất dễ bị mất dữ liệu. Thế mà mình chia ra hai ổ, một ổ mình để chứa dữ liệu, một ổ này mình uh, Ờ à, cho chạy Windows thì nó sẽ an toàn hơn à, tất cả chức năng của máy thì đều ok hết và con này nó chạy ổ SSD nên là nó khá là mượt mà à, màn rộng con này là 14 inch nhá à, màn 14 inch đây ngoại hình của nó đây à, nhìn khá là mới nhá à, nói chung là nó chỉ hơi sức nhẹ một chút thôi đây à, các cổng kết nối của nó đây nó có cổng 3.5 USB VGA này đằng sau này thì có cổng mạng LAN này khe tản nhiệt này HDMI USB chân sạc bên này thì có cổng taxi, USB và khe cắm thể nhớ SD nhé. Mặt đế này sáng bóng luôn. máy thì Zin Dead 100% chưa có can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả. Đeo đây tên của nó này 5490 nhé. Con này thì em bán cho mọi người với giá là 3 ,4 triệu tư và giá này thì đã bao gồm cả sạc rồi nhé, sạc túi rồi. Mọi người không lấy sạc túi thì sẽ trừ đi 200 trăm nghìn, chỉ có. 3 triệu 2 thôi Đấy, còn uh, lấy cả sạc vào túi thì là 3 triệu 4 nhé vì cũng có, có rất là nhiều anh chị thì cũng có sạc rồi uh, nếu mà anh chị có sạc rồi thì em sẽ trừ cho anh chị là 200 nghìn còn lấy cả sạc thì là 3 triệu 4 nhé thì, uh, có hai con đấy thì uh, mọi người đấy con là gì mọi người cứ nhắn qua zalo số 0344994646 cho em nhé. Ok cảm ơn mọi người nhé chào mọi người.